Huấn luyện viên Shin Tae-jong dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Văn Quyết, lời giải cho bài toán huấn luyện viên Park đang đau đầu. Bóng đá Việt Nam ngạo nghễ đứng đầu châu Á. Trọng tài Thái Lan, Malaysia đổ bộ đến V-League. Huấn luyện viên trưởng Shin Tae-jong dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Janet Nursi, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia tuyên bố rằng Shin Tae-jong có toàn quyền quyết đoạt chuyện đi hay ở tại đội tuyển Indonesia. Điều này được hiểu là PSSI đã không còn tha thiết giữ chân nhà cầm quân này. Shin Tae-jong vẫn đang được nhắc đến như là một trong những ứng viên nặng ký kế thừa chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của ông Park Hang-seo để lại đội tuyển Việt Nam sau ngày 31 tháng 1 năm 2023. Khả năng này sẽ càng lớn bởi trước đó không lâu, chính Nhung Shin từng tuyên bố sẽ đoạn tuyệt với bóng đá Indonesia nếu như chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này là Mohammad Iryawan mất ghế. Do vậy, bất kể là Shin Tae-jong đang nhận mức lương hơn 1 triệu đô la một năm tại Indonesia, và bản thân ông cũng cho thấy mình xứng đáng với sự hậu đãi ấy khi nâng tầm các đội tuyển của quốc gia này, thì việc vị huấn luyện viên Hàn Quốc rời đi là không thể tránh khỏi. Truyền thông Indonesia đã gặp những người đứng đầu liên đoàn bóng đá nước nhà để tìm câu trả lời, và những gì họ nhận lại là khá bất ngờ. Tổng thư ký PSSI, ông Janet Nursi tuyên bố trên Instagram: "Chúng tôi chưa biết điều đó được liên hệ với chiếc ghế huấn luyện viên tại đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng tôi để Shin Tae-jong toàn quyền quyết định chuyện đi hay ở của ông ấy." Chắc hẳn là truyền thông xứ vạn đảo không mong đợi câu trả lời này. Điều mà họ muốn nghe xem là những tuyên bố đại loại như ông ấy vẫn còn hợp đồng và tương lai được đảm bảo, hay ràng buộc giữa hai bên cần phải được tôn trọng. Nhưng nhân vật quyền lực thứ hai PSSI lại phó mặc mọi thứ cho ông Shin Tae-jong. Liệu PSSI đã sẵn sàng cho cuộc thay tướng giữa dòng, bất kể năm sau họ sẽ là chủ nhà của vòng chung kết U20 World Cup? Văn Quyết, lời giải cho bài toán huấn luyện viên Park đang đau đầu. Văn Quyết là lựa chọn tương đối phù hợp cho vị trí hộ công mà Quang Hải để lại ở đội tuyển Việt Nam. Thông tin Quang Hải vắng mặt tại AFF Cup không bất ngờ và chắc chắn sẽ nằm trong dữ liệu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, việc không có cầu học trò cưng ở giải đấu cuối cùng vẫn là bài toán khiến cho ông Park đau đầu. Nên nhớ là chỉ cần khỏe mạnh thì Hải còn luôn chiếm suất đá chính ở tuyển Việt Nam trong 5 năm trôi qua, với vai trò là cực kỳ quan trọng. Cầu thủ sinh năm 97 là cầu nối giữa tuyến giữa và tuyến đầu, góp dấu giày trong mọi đợt lên bóng của đoàn quân áo đỏ. Trong tay ông Park lúc nào cũng có nhiều cái tên sáng giá để thay thế những căn cứ vào phong độ và tầm ảnh hưởng. Văn Quyết có lẽ phù hợp hơn cả. Cầu thủ sinh năm 91 đang có phong độ cao trong màu áo của Hà Nội FC. Anh ghi 6 bàn và là đầu tàu đưa đội bóng thủ đô lên đỉnh V-League. Xét số bàn thắng, Quyết không bằng Tuấn Hải, nhưng nếu như nói về sự đóng góp cho lối chơi, cựu cầu thủ của thể công hơn hẳn người đàn em. Kinh nghiệm, sự tinh quái và khả năng sáng tạo giúp cho Quyết trở thành chìa khóa trong lối chơi của Hà Nội FC. Anh là người tung ra rất nhiều đường truyền có tính đột biến cao hoặc tự tạo ra đột biến bằng nhiều kỹ năng hoàn hảo. Pha sút bóng chìm mở tỷ số tại trận đấu gặp Đà Nẵng vào tối ngày 30 tháng 10 là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Tại hai trận giao hữu trước Ấn Độ và Singapore hồi tháng 9, Quyết đều ghi bàn, đóng góp tích cực vào lối chơi của toàn đội. Cộng thêm phong độ cao hiện tại, anh hoàn toàn xứng đáng được chào suất dự AFF Cup 2022. Xa hơn là suất đá chính thay cho Quang Hải. Hãy cùng chờ xem ông Park Hang-seo có chọn Văn Quyết để gửi vàng hay không. Bóng đá Việt Nam ngạo nghễ đứng đầu châu Á. Theo báo cáo mới nhất của Nielsen, Việt Nam là đất nước có tỷ lệ fan hâm mộ cao nhất châu Á năm 2022. Mới đây, trang Nielsen đã có thống kê xoay quanh tỷ lệ người hâm mộ bóng đá thế giới nói chung và châu Á nói riêng. Trong danh sách được Nielsen đưa ra, khu vực Đông Nam Á đóng góp đến 6 quốc gia có số lượng fan đông đảo trong top 12 châu lục. Cụ thể, bóng đá Việt Nam đã đạt tỷ lệ người hâm mộ lên đến 75%, qua đó đứng số 1 châu Á. Trong khi đó thì UAE xếp thứ 2 với tỷ lệ là 70%, Indonesia ở vị trí thứ 3 với 69%, Thái Lan thứ 5 với 58%, Malaysia nằm ở vị trí thứ 7 với tỷ lệ là 53%, Singapore nắm vị trí thứ 11 với 43%, và đáng chú ý là hầu hết các trụ cột quốc gia của bóng đá ở châu Á đều chưa từng có cơ hội dự World Cup. Một trong những cường quốc bóng đá của khu vực là Nhật Bản, thậm chí chỉ có 28% người dân yêu thích bóng đá. Ở quốc gia này, bóng chày và chuyện băng nghệ thuật được mến mộ hơn. Việc người dân dành tình yêu cuồng nhiệt cho bóng đá đã giúp cho các đội tuyển Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh về mặt tinh thần, dù là thi đấu ở trong nước hay nước ngoài. Truyền thông quốc tế cũng nhiều lần bày tỏ sự thán phục với những gì mà các cổ động viên Việt Nam dành cho bóng đá. Biến người dập quốc kỳ Việt Nam trên đường phố là hình ảnh quen thuộc mỗi khi bóng đá Việt Nam giành được thành tích cao. Điều này cũng dễ hiểu, bởi từ khi có sự xuất hiện của ông Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã vươn lên một tầm cao mới.
Đội tuyển Việt Nam lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA và giữ vị thế số 1 Đông Nam Á trong một thời gian dài. Ở cấp độ U22 và U23, tuyển Việt Nam lập kỳ tích với vị trí Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 và lập cú đúc huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 2019 và 2022. Trọng tài Thái Lan Malaysia đổ bộ đến V-League. Cú đua vô địch là tranh suất chiếu hạng V-League 2022 đang diễn ra vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Khi mà giải đấu chỉ còn 4 vòng đấu nữa là hạ màn, tính chất và kết quả của mỗi trận ở hai đầu chiến tuyến có ý nghĩa quyết định thành bại của các đội. VFF và ban tổ chức giải đã triển khai các việc thuê trọng tài ngoại điều khiển trận đấu tại Hải Phòng với Hà Nội tại vòng 21 và Thanh Hóa Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 22 với sự xuất hiện của tổ trọng tài đến từ Hàn Quốc và Malaysia. Vòng 23 diễn ra cuối tuần này cùng lúc sẽ có hai tổ trọng tài nước ngoài sang Việt Nam làm việc. Cụ thể trận đấu giữa Viettel gặp Bình Định sẽ do tổ trọng tài người Malaysia là ông Suhaji bin Skuri cùng với hai trợ lý sẽ là ông Mohd Arif Samin bin Ahmad Rashid và Naziran bin Ezid. Trọng tài thứ tư là ông Ngô Duy Lân. Đây là trận đấu có tính chất đua vô địch. Đặc biệt là Bình Định không kém đội đầu bảng Hà Nội 6 điểm nên nếu như xảy chân trước Viettel thì thầy trò huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đức Thắng sẽ chia tay tham vọng đua vô địch. Trong khi đó trận đấu giữa HB Đà Nẵng gặp Sài Gòn FC có tiếng nói ảnh hưởng lớn đến cuộc đua trụ hạng. Thế nên tổ trọng tài người Thái Lan với người bắt chính trận đấu là ông Mochakai Berosi. Còn hai trợ lý ông Ragut Narasit và Tanache Chuchen. Trọng tài thứ tư sẽ là ông Hoàng Ngọc Hà. Hiện nay HB Đà Nẵng đang đứng thứ 9 với 22 điểm nhưng chỉ hơn đội bét bảng là Sài Gòn FC đúng 3 điểm. Thế nên, nếu như Sài Gòn FC giành chiến thắng thì họ sẽ mở toang cánh cửa trụ hạng. Còn với SHB Đà Nẵng, sau những trận đấu bết bát, họ không còn cách nào khác. Phải tự giải quyết vấn đề của mình bằng quyết tâm phải thắng khi được đá sân nhà khi tiếp Sài Gòn FC.